Bạn đang nghe từ sách nói OK. Quyển sách Phi lý trí. Tác giả Dan Ariely. Tên tiếng Anh Predictably Irrational. Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người. Dan Ariely được sinh ra tại New York và lớn lên ở Ramat HaSharon, Israel. Ông đã bị bỏng trên 70% cơ thể do các vật liệu dễ cháy mà ông chuẩn bị cho một buổi lễ vào ban đêm phát nổ. Bản thân Ariely là một người biết sự cầu tiến, sự cố đó không khiến ông buồn sầu, chán nản quá nhiều, mà ông đã biết dùng nó để nghiên cứu về cách cung cấp các phương pháp điều trị đau đớn và không thể tránh khỏi cho bệnh nhân tốt hơn như thế nào. Học vấn và sự nghiệp của ông cũng rất đáng ngưỡng mộ. Có niềm đam mê với tâm lý, ông từ bỏ chuyên ngành vật lý, toán học và triết học để tập trung vào niềm đam mê của mình. Ông đã lấy bằng tiến sĩ tâm lý Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill và sau đó hoàn thành bằng tiến sĩ thứ hai về Marketing tại Đại học Duke. Năm 2010, Ariely thành lập công ty BE Words. Sau đó, ông cũng đồng sáng lập nhiều công ty khác. Đặc biệt vào năm 2018, ông đồng sáng lập Kema, công ty dẫn đầu một loạt các dự án cho Bộ Tài chính của Chính phủ Israel. Tác phẩm Phi lý trí của Dan Ariely được xuất bản năm 2008. Cuốn sách là một trong những cuốn sách bestseller do tạp chí New York Times bình chọn. Đây là một cuốn sách hấp dẫn và đầy cảm hứng về hiện tượng kinh tế và xã hội. Nó buộc người đọc phải xem xét kỹ hơn về những hành vi và sai lầm của mình, để từ đó biết rút kinh nghiệm cho một cuộc sống hợp lý và tốt đẹp hơn. Mục lục quyển sách Phi lý trí. Chương 1: Sự thật về tính tương đối. Chương 2: Quan điểm sai lầm về cung và cầu. Chương 3: Cái giá của miễn phí. Chương 4: Cái giá của các quy chuẩn xã hội. Chương 5: Ảnh hưởng của sự hưng phấn. Chương 6: Vấn đề của sự trì hoãn và tự kiểm soát. Chương 7: Cái giá cao của sự sở hữu. Chương 8: Luôn để ngỏ các lựa chọn. Chương 9: Hiệu ứng của sự mong đợi. Chương 10: Sức mạnh của giá cả. Chương 11: Tác động của bối cảnh đến tính cách, phần 1. Chương 12: Tác động của bối cảnh đến tính cách, phần 2. Chương 13: Bia và những bữa ăn miễn phí. Sau đây chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của sách Phi lý trí như sau: tính tương đối và sự lựa chọn. Tính tương đối khá dễ hiểu, nhưng có một khía cạnh của tính tương đối cũng khá phổ biến. Chúng ta không chỉ có xu hướng so sánh mọi thứ với nhau, mà còn tập trung vào so sánh những thứ có thể dễ dàng so sánh và luôn tránh so sánh những thứ không dễ so sánh. Đôi khi nhiều lựa chọn cũng không phải một việc tốt. Ngày nay có người không biết phải lựa chọn điều gì. Không phải vì không có sự lựa chọn, mà là do họ có quá nhiều sự lựa chọn. Họ so sánh các lựa chọn đó với nhau và quay cuồng với sự so sánh đó. Chính vì vậy, họ dần nản chí và mệt mỏi, và liều thuốc đặc trị duy nhất đó là hãy phá vỡ sự so sánh. Cung cầu, sức mạnh của giá cả và sự kỳ vọng. Kinh tế học truyền thống cho rằng giá cả của sản phẩm được quyết định bởi cán cân giữa cung sản xuất và cầu người tiêu dùng. Thế nhưng theo nghiên cứu, những gì người tiêu dùng sẵn lòng trả có thể bị điều khiển dễ dàng. Người tiêu dùng không kiểm soát được sở thích của mình cũng như mức giá họ sẵn sàng trả. Giá cả ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người tiêu dùng, tiêu biểu là trong giả dược. Chúng ta không chắc chắn một loại thuốc mắc tiền sẽ có hiệu quả hơn loại rẻ tiền hay không, nhưng ta luôn muốn chọn thứ mắc hơn, bởi vì ta luôn muốn cái tốt nhất cho bản thân, gia đình và những người yêu thương.
Khi nhìn một sản phẩm giảm giá, ta sẽ nghĩ rằng chất lượng của nó thấp hơn so với đúng giá. Nhưng thực tế, điều quan trọng ở đây là niềm tin, mong đợi của bạn đối với sản phẩm đó. Giá càng cao, mong đợi của bạn sẽ càng lớn, thì hiệu quả của sản phẩm bạn sử dụng càng mạnh. Cái giá của sự miễn phí. Mặt hàng miễn phí luôn có sức hút to lớn. Thậm chí chúng không phải là thứ mà ta thật sự muốn, nhưng niềm ham muốn vẫn trỗi dậy. Hầu hết các mặt hàng đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng đối với mặt hàng miễn phí thì ta lại quên đi nhược điểm của chúng. Bản thân chúng ta có một nỗi sợ khi mua hàng đó là thứ mình mua không tốt, không xứng đáng với giá tiền mà họ bỏ ra. Từ đó sẽ bị lỗ, nhưng khi thứ gì đó miễn phí thì ta sẽ không có nỗi sợ đó. Cái giá của các quy chuẩn xã hội. Chúng ta đang đồng thời sống ở hai thế giới khác nhau, một với các quy chuẩn xã hội chiếm ưu thế và một với các quy tắc được tạo ra từ các quy chuẩn thị trường. Các quy chuẩn xã hội gồm những yêu cầu thân thiện giữa người với người. Chúng thường ấm áp nhưng cũng mờ nhạt. Còn ở quy chuẩn khi thị trường rất khác biệt, đó là sự trao đổi sắc bén, giá cả, lương, chi phí, lợi ích. Khi ta đặt các quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường trên hai con đường riêng biệt, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng khi chúng ta đặt chúng va vào nhau, thì vấn đề sẽ nảy sinh. Vấn đề của sự trì hoãn. Sự trì hoãn là từ bỏ các mục tiêu lâu dài vì lợi ích tức thời. Chúng ta không thể hoàn thành mục tiêu lâu dài của mình vì không có cam kết từ trước. Ta dễ bị cám dỗ. Cách tốt nhất là để mọi người tự cam kết hành động của mình. Cách này có thể không hiệu quả bằng việc có yếu tố tác động từ bên ngoài, nhưng nó giúp chúng ta đi đúng hướng. Phi lý trí là cuốn sách đặc biệt cần thiết cho mỗi người. Thông qua cuốn sách này, bạn sẽ biết được cách chi tiêu hợp lý và thoát khỏi những cám dỗ trong cuộc sống. Đồng thời bạn cũng sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi có ý nghĩa nhất định trong cuộc sống, công việc kinh doanh và thế giới quan của bản thân. Cuốn sách đã phản ánh thực tế của người chúng ta bằng những thí nghiệm cụ thể và dễ hiểu. Ta nhận ra rằng bản thân cực kỳ phi lý trí trong các quyết định hàng ngày. Đứng trước nhiều yếu tố và sự tác động, hành vi của ta bị dẫn dắt một cách không có sự suy nghĩ thấu đáo rõ ràng. Thế nhưng ta sẽ không trở thành một nạn nhân bất lực nếu biết nhận thức và thận trọng và cảnh giác. Từ đó ta sẽ tránh được sự phi lý và hành động vì một lợi ích lâu dài hơn. Con người được tạo hóa ban tặng một quyền năng mạnh mẽ nhất, đó là lý trí. Vì vậy khi đưa ra các quyết định trong cuộc đời, chúng ta thường cho mình là người kiểm soát và sự lựa chọn của mình là sáng suốt, có lý trí. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Trong hàng loạt các thực nghiệm nhằm làm sáng tỏ vấn đề, Dan Ariely đã phản bác lại quan điểm chung cho rằng về cơ bản con người luôn hành động dựa trên lý trí. Trong giới hạn về quyển sách, chúng ta có thể chưa cung cấp được tất cả các thông tin mà Dan Ariely muốn truyền tải tới độc giả. Chúng tôi hy vọng rằng quyển sách mà các bạn đang xem, hy vọng bạn sẽ tìm hiểu và khám phá nhiều hơn những điều thú vị liên quan đến quyển sách Phi Lý Trí, cũng như tìm hiểu về lý trí của chính mình. Đây là một quyển sách mà nó có thể giúp chúng ta phải suy nghĩ và nhìn nhận lại để hành động sao cho có lý trí hơn. Sau khi nghe xong phần tóm tắt và bình giảng của sách nói OK, chúng tôi hy vọng các bạn đến nhà sách để tìm mua sách gốc ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản, vì đây là truyền thống cao đẹp của người Việt Nam chúng ta, đó là uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúc cho các bạn đọc sách vui vẻ, áp dụng hiệu quả và thiết thực một điều gì đó trong cuộc sống và trong công việc của các bạn. Hẹn gặp các bạn trong chương trình lần sau. Sách nói OK.